Ironman 70.3 Việt Nam 2019 hết suất đăng ký. Giải 3 môn phối hợp Ironman 70.3 Việt Nam diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 12 tháng 5 này đã chính thức hết suất tham dự. Giải năm nay chắc chắn sẽ đông vận động viên tham dự hơn khi nằm trong khuôn khổ giải vô địch châu Á Thái Bình Dương. Ngoài các nội dung đơn, Ironman 70.3 Asia Pacific Championship Việt Nam 2019 có các nội dung thi tiếp sức.